Thu Nga của đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, trong tháng 8 của năm 2017, có một sự kiện đáng chú ý, đó là cái bộ sử 15 tập do Viện Sử học Hà Nội đã hoàn thành trong 10 năm. Và trong cái bộ sử này, Đảng và Nhà nước đã chỉ định cho phép ban biên tập không có dùng cái danh xưng ngụy quân, ngụy quyền nữa, mà được đổi thành là Chính quyền Quân đội Sài Gòn. Và cái vấn đề thay đổi danh xưng này, có phải chăng đó là cái quan điểm chỉ đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam với cái đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền của Việt Nam Cộng hòa? Và họ gọi rằng, coi như là họ cụ thể hóa cái gọi là cách nhìn trung thực cũng như là khách quan về chiến tranh Việt Nam. Và đây phải chăng cũng là chủ đề của bộ phim 10 tập có cái tên gọi là The Vietnam War do hai đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick đã được đài truyền hình PBS trình chiếu từ ngày 17 tháng 9 của năm nay, nói về chiến tranh Việt Nam. Và cái bộ phim được giới thiệu là một cái công trình rất là lớn, được thực hiện sau 10 năm làm việc, với cái phí tổn là 30 triệu đô la mà đài truyền hình PBS đã trình chiếu. Và cái thực sự ở nơi đâu qua cái bộ sử và cái bộ phim quảng cáo ồn ào kia? Và thưa quý vị, và hôm nay Thu Nga trở lại với người lính viết văn Phan Nhật Nam để nói về trong cái câu chuyện tháng 10 này thêm về hai cái sự việc này. Và được xin chào anh Phan Nhật Nam ạ. Vâng, kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả đài SBTN. Thưa anh Phan Nhật Nam, vì cái bộ sử mà tới 15 tập viết trong 10 năm thì mà người ta viết từ cái thời mà Việt Nam thời thượng cổ cho tới năm 2000, thì trong cái chương trình của chúng ta không có thể nào mà nói đầy đủ cho được. Mặc dù trong tháng 9 vừa qua thì chúng ta cũng có đề cập đến một cách gọi là tổng quát. Thế nên trong chương trình, những câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay ở trong tháng 10, thì xin anh có thể là nói thêm về cái bộ sử mà được phát hành ở trong nước và quảng cáo gọi là tinh thần khách quan và trung thực. Thì có phải đây là cái chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà chỉ thị cho Ban biên soạn được sử dụng danh xưng là Chính quyền Quân đội Sài Gòn thay vì là ngụy quân, ngụy quyền, thưa anh? Dạ, thưa cô Thu Nga, thưa quý khán giả đài SBTN. Thế hôm qua tôi cũng nhớ là chúng ta đã nói về cái bộ sự này một lần, cũng như là cuốn phim mà như lời dẫn nhập của cô đã trình bày. Nhưng mà quả tình không thể nào mà một hai show để mà có thể nói về chi tiết được. Và bây giờ chúng ta nói về cái bộ sự này được. Là lẽ tất nhiên, cái buổi nói chuyện hôm nay cũng không thể nào mà gọi là để nói chi tiết. Vì một bộ sự đến cả hơn 9.000 trang mà nói đến 2.000 năm từ ngày thượng cổ, từ đời vua Hùng Vương cho đến đời năm 2000. 2.000 năm mà không thể nào hay chục tiếng chúng ta có là thế này. Vì năm 1971 ở ngoài Hà Nội có đặt cái sử lần thứ nhất là cũng gọi là bộ sử lịch sử Việt Nam do viện sử học ở Hà Nội ở ngành. Và đến năm 1985 thì cái người ta tái bản cái bộ sử của Việt Nam do viện sử học kia thì được hơn 800 trang. Nhưng mà đến qua cái so sánh cái bộ sử này thì năm 2017 này nó đến 9.084 trang, nghĩa là gấp cả 100 lần như vậy. Nên từ thế cô như vậy thì rõ ràng ở đây có vấn đề về độ dày, vấn đề về thời đoạn, vấn đề về không phải bây giờ không phải là gọi là viện sử học nữa mà viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, quy mô quá mà nói theo tiếng của phía cộng sản là văn tráng. Vâng, đây 15 tập mà người ta còn giới thiệu là sẽ có một cái bộ 25 tập do giáo sư Phan Huy Lê là ngày trước là viện trưởng viện sử học, và bây giờ chứ cùng nghe nó cùng lớn lao cao lượng to cao hơn nữa. Vâng, thành thế thôi, bây giờ dẫn nhập như vậy thì cảm đủ. Thế bây giờ chúng ta trong buổi nói chuyện này nên nói phần tổng quát
là chúng ta phải quan điểm, nói về quan điểm và cái phương pháp viết sử. Vì có nói quan điểm và phương pháp viết sử này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái tính chất của bộ sử này, giá trị của bộ sử này, và qua một cái so sánh mà cụ thể nữa, đó là so sánh với cái ngày 26 tháng 10 năm 1955 mà đến ngày hôm nay chúng ta đang nói chuyện, là trong cái thời điểm tháng 10 năm 2017. Là để từ đó, ngày 26 tháng 10 1955 là ngày thành lập đệ nhất Cộng hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm, để xem thử cái chủ điểm mà bộ sử này đề cao là tự kể từ đây sẽ không sử dụng danh xưng ngụy quân ngụy quyền, mà sẽ sử dụng danh xưng gọi là chính phủ và quân đội Sài Gòn. Thì như vậy chúng ta có đặt ra vấn đề nữa, đó là vấn đề có thực là đây là một bộ sử được biên soạn với một tinh thần trung tính và khách quan, như là cái ông chủ biên gọi là giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường hay không. Thì như vậy chúng ta sẽ nói về phần tổng quát, đó là phần quan điểm và phương pháp biên soạn sử của sử học, gọi là sử học Hà Nội nói chung, và cái quan điểm của bộ sử này có trung tính và khách quan hay không. Đó là chúng ta sẽ nói chuyện ở trên cái hai cái vấn đề mà tôi vừa nêu ra. Dạ vâng, cảm ơn anh. Như vậy thì để cho quý khán giả có thể là theo dõi cái câu chuyện này, thì xin mời anh Phan Nhật Nam chỉ ra cái điểm nào gọi là ngụy mà ban biên tập bộ sử ở Hà Nội đã viết ra trong cái tập mà 13. Vì đây là cái tập mà lịch sử đề cập đến quốc gia Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954, và Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 cho đến năm 1975. Mời anh. Vâng, thế bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tính chất. Và bộ sử này đã đề cao tức là khách quan và trung tính. Và người ta bảo rằng người ta khách quan và trung tính về vấn đề không gọi ngụy quân ngụy quyền, mà gọi là quân đội và chính quyền Sài Gòn. Mà không phải là một chữ hai chữ, mà suốt ở trong 587 trang của tập 13 này, khi nói về Việt Nam, quốc gia Việt Nam từ 1948 đến 1954 và Việt Nam Cộng hòa từ 55 cho đến 1975. Thì thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, giấy trắng mực đen đọc ra ở trong 587 trang của tập 13 này, tôi xin mở ngoặc đơn, những cái yếu tố mà tôi nêu theo đây không phải do chính bản thân tôi phải nhờ cậy qua một cái bản tường trình, một bài viết rất là công phu và kỹ càng của tác giả Nguyễn Trần Anh Tuấn, một vị ở San Jose. Thì ở trong cái tập 13 khi nói về Việt Nam Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam, thì luôn luôn mà người ta bảo rằng không dùng ngụy quân ngụy quyền nữa. Tuy nhiên cái bốn chữ ngụy quân ngụy quyền luôn luôn đặt ở trong ngoặc kép, và luôn luôn người ta, mỗi lần người ta không dùng ngụy quân ngụy quyền thì người ta lại có những cái định nghĩa. Ví dụ tôi đọc nguyên văn, đây là thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, lại cũng đặt trong ngoặc kép nữa. Rồi đặt trong ngoặc kép là ngụy quân ngụy quyền đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam, ví dụ như trang 167. Rồi Mỹ thay thế Pháp trong vai trò ông chủ ở miền Nam Việt Nam, đề trang 168. Nghĩa là tóm lại, cái danh xưng ngụy quân ngụy quyền không được sử dụng, đóng trong ngoặc kép, lại luôn lại được sử dụng bằng cái chỗ là thuộc địa kiểu mới, thực dân Mỹ, rồi cái chính phủ tay sai. Và điển hình nhất đó là cái định nghĩa của Lê Dũng, mà được nhắc lại coi như là một cái định nghĩa chính thống và chính xác nhất, là miền Nam Việt Nam là một chính quyền tay sai, đại biểu quyền lợi cho giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản bài bản khoác áo dân tộc dân chủ gia hiệu. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Lê Dũng là một người được mô tả là có cái đầu đến 200 bougie, tức là 200 ngọn đèn, là một người cực kỳ thông minh. Và bây giờ
Tổng Bí thư Lê Dũng, chính anh ba huyền thoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng chính là cái người đã nói lên một cái định nghĩa chính xác nhất là chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Quốc. Thành thử như vậy thì cái định nghĩa vừa rồi mà tôi đã vừa đọc lên cho quý vị về định nghĩa về chính quyền miền Nam, mà từ đây sẽ được, cái chữ được này tôi đã đọc trong ngoặc kép theo kiểu của Hà Nội, là không được không gọi gọi là quý quân quý quyền, nhưng mà lại được định nghĩa miền Nam Việt Nam là một chính quyền tay sai đại biểu quyền lợi cho giai cấp địa chủ phong kiến và tư sản bài bán khoác áo dân tộc dân chủ giai hiệu. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, cho dù là quan cách mấy, cho dù có cái lòng tin là lòng tin, tôi cũng phải xin đóng ngoặc kép với cái bộ sử học này, với cái chính sách của Hà Nội. Thì thưa về cô và thưa về cái quý vị, 15 tập này điển hình qua cái tập 13 với 587 trang của tập 13 với những chữ ngụy quân ngụy quyền được đặt trong ngoặc kép, thì thưa rằng cái tinh thần trung tính và khách quan chúng ta không có thể tìm đâu ra được. Thì từ đó trở lại cái vấn đề căn bản nhất, thì như vậy thì bộ sử này được biên soạn như thế nào, thì tôi có thể xin kết luận đây là bộ sử không phải là sử liệu, mà đó là tài liệu về lịch sử được biên soạn do những sử công. Sử công là giống như văn công, giống như dân công, đó là những cán bộ đảng và nhà nước lo việc viết những tài liệu gọi là sử liệu theo chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đóng tại Hà Nội. Thành thử đó là quan điểm, phương pháp viết sử và các chi tiết, một cái chi tiết cốt yếu của cái bộ 13. Từ đây với một khách quan có hay không thì tôi xin trả lời là không có, không có khách quan, không có trung tính, mà đây chỉ là những tài liệu về lịch sử viết theo đơn đặc hàn và theo quyết định, quyết nghị của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Dạ, cảm ơn anh Phan Việt Nam, vừa rồi là anh nói ra đề cập đến những cái chi tiết trong cái bộ tập 13 mà nói về cái vụ mà ngụy quân ngụy quyền ở trong những cái khoảng thời gian anh vừa kể. Thế nhưng mà để kết thúc sơ sơ về cái bộ sử này thì anh cũng mời anh là chỉ ra những cái mà họ gọi là khách quan và trung thực, thì để chứng minh về những cái thực tế lịch sử mà bộ sử đã viết do cái ban biên tập gồm tới 30 giáo sư, phó giáo sư phụ trách đã viết nên, mà họ nói rằng sau 10 năm theo cái quan điểm yêu cầu của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin mời anh. Vâng, thế bây giờ chúng ta đã nói qua tổng quát. Đây là một tài liệu sử, tôi xin lặp lại. Đây là một tài liệu sử viết theo yêu cầu quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế bây giờ tôi xin chứng minh. Chứng minh thứ nhất, thì không riêng với là cái chính quyền của quốc gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại từ 1948 cho đến 1954, hoặc là của Việt Nam Cộng hòa từ 1955 cho đến 1975, mà ngay vào cái thời kỳ đầu tiên của thời đại Hùng Vương, tức là cái tập số 1, do mỗi tập như vậy là có một ông giáo sư hoặc phó giáo sư phụ trách, thì cái tập số 1 này do ông gọi một ông tên là giáo sư Vũ Duy Miền. Thì ông này, ông đây, ông viết về thời đại Hùng Vương. Tôi xin đọc những cái sự định nghĩa là cái thời đại Hùng Vương là tầng lớp quý tộc. Vâng, tầng lớp quý tộc cách đây 2.000 năm ở Việt Nam đã có một cái tầng lớp quý tộc gọi là gồm có Hùng Vương, Lạc Hầu, Lạc Tướng, lợi dụng chức vụ và chức năng của mình để chiếm đoạt sản phẩm thặng dư của công làm tài sản riêng. Dần dần họ tập trung trong tay nhiều của cải quyền lực. Trên thực tế, họ đã bóc lột nô tỳ và được quyền ăn ruộng của dân làng. Tóm lại là tự thu cho mình một phần sản phẩm thặng dư của công sản. Vâng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta không có thể là đùa cợt mà để dựng chuyện lên. Nhưng mà qua cái ông Vũ Duy Miền này,
thì rõ ràng ông Bộ Viện Sử học, Ủy ban Khoa học Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã xếp Hùng Vương lạc hầu, lạc tướng, nghĩa là bao gồm cả cô bà Hai Bà Trưng nữa, vào trong một cái thành phần gọi là giai cấp bóc lột chủ nô, ăn ruộng của dân lạc và cướp đoạt tài sản thặng dư của giai cấp lao động. Thưa, chúng ta phải kinh hoàng trước những cái sự định nghĩa này, vì đây không phải là những lời nói đùa của một cán bộ xã ấp về tuyên truyền về Đảng Cộng sản, nhưng đây là của Viện Sử học, của Ủy ban Khoa học Xã hội mà viết cách đây 2.000 năm. Hùng Vương, lạc hầu, lạc tướng lại có những tính cách của một tư sản mại bản, chỉ thiếu là của Đảng Cộng sản, mà do là cướp cái của cải thặng dư của giai cấp nô tỳ, giai cấp nô lệ. Thưa, người ta không những bóp méo lịch sử, xuyên tạc lịch sử của Ngụy Quốc, Ngụy Quyền, mà lại ghép luôn cả một cái thời đại cách đây 2.000 năm của tổ tiên chúng ta là vua Hùng Vương. Mà đây là một cái nhân đúng thật sự ra chỉ là những cái danh xưng và những cái nhân vật của huyền thoại, mà trong cái thời dựng nước mà các sử gia ngay của thời phong kiến cũng gọi là một cái thời đại gọi là thời đại khuyết sử mà thôi, vì lúc đó làm sao có chữ, làm sao có áo, có quần, làm sao có vải, làm sao có những cái sử liệu, làm sao có những cái thời điểm của lịch sử. Thành thử thưa cô, với cái tập thứ nhất của cái ông Vũ Duy Miền đó thì đã thấy rằng đã có viết được khách quan và trung tín đối với tiền nhân hay không. Rồi qua đến thời cận đại thì bây giờ tại những cái tập 13 cũng như tập 12 thì luôn luôn được lặp lại cái định nghĩa âm mưu của Mỹ là tạo ra hai Việt Nam, là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa miền Nam, nhằm chia cắt lâu dài đất nước và ngăn cản sự thống nhất của Việt Nam. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, bây giờ chúng ta không phải là cứ lặp lại những cái bới móc, những chi tiết của cái bộ sử này để có những sự cáo buộc, nhưng mà rõ ràng theo cái tập 13 như tôi vừa kể với cô ở trong cái câu hỏi đầu, luôn luôn Ngụy Quốc, Ngụy Quyền đặt trong ngoặc kép, thì qua ở tập 12 cái định nghĩa về cái hội nghị Geneva và những cái nguyên nhân và hậu quả thì người ta đã dán xuống một cái câu khẳng định có tính chất như là một định đề, đó là âm mưu của Mỹ và việc là nhằm chia hai nước Việt Nam, gồm có Việt Nam Dân chủ Cộng hòa miền Bắc và Việt Nam Cộng hòa miền Nam. Thưa cô, lần đầu tiên danh xưng Việt Nam Cộng hòa không bỏ trong một cách và được đặt ở trong cái định nghĩa đó. Thì bây giờ thưa với quý vị và thưa với cô Thu Nga, có thể làm sao viết cái định nghĩa vừa rồi trong khi cái ngày 20 tháng 7 1954 ký kết vào văn bản hiệp định Geneva là gồm có thứ trưởng quốc phòng Tạ Quang Bửu ký với ông tướng Đen Tây của Pháp? Vâng, tôi xin nhấn mạnh lại, chỉ có hai đại diện ký vào ở trong hiệp định đình chiến Geneva ký ngày 20 tháng 7 1954 là chỉ có hai người, đó là ông tướng Đen Tây của Pháp và thứ trưởng quốc phòng Tạ Quang Bửu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Làm gì có chữ ký của Mỹ, làm gì có chữ ký của quốc gia Việt Nam? Vâng, thành từ vào quốc gia Việt Nam thì Ngoại trưởng Trần Văn Độ đã ra một thông cáo chính phủ Việt Nam, đây là chính phủ quốc gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại, mà đã lúc ấy đã có Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận một cách chính thức rằng Việt Nam long trọng phản đối các ký kết hiệp định cùng những điều khoản không tôn trọng nguyện vọng sâu xa của dân Việt. Chính phủ Việt Nam yêu cầu hội nghị ghi nhận rằng chính phủ tự dành cho mình quyền hoàn toàn tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam trong công cuộc thực hiện thống nhất, độc lập và tự do cho xứ sở. Thưa cô và thưa
quý vị, rõ ràng giấy trắng mực đen. Như vậy sự chia cắt lâu dài đất nước là do chính phía đại diện của tổ chức gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh, mà lúc ấy đang còn ở trong núi rừng Bắc Việt, chứ chưa về Hà Nội. Phải đến ngày 10 tháng 10 1954 mới đi vào Hà Nội. Thì cái tháng 7 năm 1954 kia, cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh còn nằm ở trong núi rừng Việt Bắc. Thế thì sự chia đôi lâu dài đất nước là do chính Cộng sản Việt Nam và chính phủ Pháp, quốc gia Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn không có can dự vào trong sự chia cắt đất nước. Không có sự chia cắt đất nước, không có ký hiệp định Geneva thì làm sao có đặt ra vấn đề là không chịu thống nhất đất nước được. Thành thử thưa quý vị và thưa cô Thu Nga, để chấm dứt cái câu hỏi này thì tôi xin có hai điều. Thứ nhất là đặt thời đại Hùng Vương, vua Hùng Vương, một nhân vật của huyền sử, của các lạc hầu, các lạc tướng, một thời khuyết sử đi vào ở trong cái giai cấp bóc lột theo như định nghĩa của các Marx, Engels đã viết ở trong về chủ nghĩa cộng sản, về lý thuyết cộng sản ở thế kỷ thứ 19, dùng những từ ngữ giai cấp bóc lột, sản phẩm thặng dư, giá trị thặng dư, vân vân và vân vân, vậy đặt vào ở trong cái ngôn ngữ chữ của những cái nhân vật của huyền sử, của khuyết sử, gọi là Hùng Vương, lạc hầu, lạc tướng. Điểm thứ hai, cáo buộc cho Việt Nam Cộng Hòa và người Mỹ âm mưu chia cắt đâu lâu dài đất nước và không chịu thống nhất đất nước. Thưa rằng điều này nó sẽ được phản ánh trong một cái câu chuyện mà chúng ta sẽ đề cập khi đề cập bộ phim. Thì như vậy, chia cắt lâu dài đất nước, thủ phạm chính là Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Mà không thống nhất đất nước cũng chính là hai cái yếu tố của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh tại Hà Nội sau ngày 10 tháng 10 1954. Và thống nhất đất nước chăng? Đó là thống nhất dưới sự của bạo lực, của quân đội, của vũ lực, của 16 sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt đã xâm chiếm Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 1975. Qua hai chủ điểm mà tôi trình bày về thời Đường Vương, qua đến thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa, thì để chúng ta sẽ thấy rằng cái quan điểm viết sử của bộ sử này là gì? Tôi xin lặp lại, đó là viết một tài liệu sử do những sử công viết theo lệnh của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Nhật Nam, và xin anh tóm gọn về cái việc mà cái gọi là bi hài kịch trong cái tập mà bộ lịch sử mà do 30 ông gọi là sử công, rồi văn công, rồi dân công mà họ được mệnh danh là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ biên soạn. Xin mời anh. Tôi để trong cái kia mà cô vừa dùng là gọi là bi hài kịch của cái bộ sử này, thì tôi xin nhấn mạnh lại, chúng ta đang ở tháng 10 và chúng ta phải nhớ rằng ngày 26 tháng 10 năm 1955 đệ nhất Cộng Hòa được thành lập trước một cái cộng đồng thế giới có được 77 quốc gia chứng nhận. Vâng, và Việt Nam Cộng Hòa mở một ngoặc đơn sau khi ký Hiệp định Geneva. Chính Chu Ân Lai đã nói với ông Ngô Đình Luyện là gợi ý tại sao không đặt vào hai Việt Nam, tức là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa vào cùng Liên Hiệp, vào ở Liên Hiệp Quốc. Mà chính cái đề nghị này do chính Chu Ân Lai đã nói ra mà là làm cho Phạm Văn Đồng sám mặt. Và cái đề nghị mà đưa Việt Nam Cộng Hòa vào Liên Hiệp Quốc đã chỉ có do một yếu tố bị phủ quyết, đó là Liên Xô phủ quyết. Tuy nhiên, Việt Nam Cộng Hòa vẫn là quan sát viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc và là những thành viên của các định chế của Liên Hiệp Quốc như là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, Lương Nông Quốc tế, UNESCO, vân vân. Thành thử, đây là một quốc gia chính thống, chính thức, chính thống đã được thành hình trước cộng đồng thế giới, được 77 nước trên thế giới đặt liên hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Thế bây giờ,
vấn đề đặt ra của quân sự này là gì? Khi không gọi cái thực thể chính trị đó, thực thể chính trị trước cộng đồng thế giới là Việt Nam Cộng Hòa đó, thì chữ Ngụy có ý là gì? Thì thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta không nhiều tưởng tượng, nhưng chúng ta phải hiểu đây một điều: Đảng Cộng sản, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đang ở trong một tình trạng là nguy khốn rồi. Nguy khốn về cái gì? Không những về vấn đề chính trị, về vấn đề quân sự trước áp lực của Trung Cộng, nhưng nguy khốn rõ ràng nhất là nguy khốn về tài chính. Mà cái kiều hối trong những năm qua, từ năm 2000 trở đi, B12 rồi đến 13 tỷ. Nhưng mà bây giờ cái số kiều hối đó thật ra là chúng ta phải gọi là ngoại hối, chẳng phải kiều hối, vì chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt, chúng ta không phải là kiều bào Việt Nam, mà chúng ta là cộng đồng, chúng ta là công dân Mỹ gốc Việt, công dân Pháp gốc Việt, công dân Canada gốc Việt, chứ không phải là kiều đồng bào Việt Nam. Thì cái tiền mà gọi là của ngoại hối, chúng cộng đồng người Việt gửi về, bây giờ trong năm vừa rồi nó đã sụt xuống, trong năm này nó đã sụt xuống, nó chỉ còn khoảng từ trên dưới 10 tỷ, bây giờ chỉ còn 6 tỷ. Đây là những số liệu về tài chính chính xác. Thì bây giờ đang ở trong cơn hoảng loạn của ngoại hối bị tụt xuống, các cái đầu tư ngoại quốc bị tụt xuống. Thì bây giờ Đảng và Chính phủ của Hà Nội đã cần có một sự trợ lực ở ngoài quốc ngoại, do chính cái cộng đồng người Việt ở quốc ngoại. Mà người Việt cộng đồng ở quốc ngoại là đa số đấy là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Thì đây là một cái cách lấy lòng, nhưng mà một cách lấy lòng nửa vời, và tưởng rằng khi bỏ cái chữ danh xưng Ngụy Quốc Ngụy Quyền kia, cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẽ có một cái tài chính gọi là, như mà cộng sản nó gọi là hô hởi phấn khởi, vì đã không còn bị gọi Ngụy Quốc Ngụy Quyền nữa. Thưa, chúng ta không có thể nào mà ngây thơ và mau tin như vậy. Thành thử tôi bảo rằng, thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, có thể kết luận một cách không quá vội vã, nhưng mà chắc chắn là rằng cái cách mà lấy lòng của khối đông công dân Việt Nam Cộng Hòa qua gọi là một cái danh xưng, không sử dụng danh xưng Ngụy Quốc Ngụy Quyền, chỉ là một cái trò bịp bợp, một bi hài kịch mà đã viết nên trong một cái bộ 1981 trang gọi là sự Việt Nam lịch sử. Thưa, đây chỉ là một cái vấn đề mà có thể dùng lại cái chữ của cô, đây chỉ là một bi hài kịch về chữ nghĩa, về lịch sử, về tài liệu sử được dựng lên một cách vụng về và ngây ngô của cái Ủy ban Khoa học Xã hội Chủ nghĩa ở Hà Nội mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Phan Giang Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là người lính viết văn Phan Nhật Nam đã nói về cái bộ sử 15 tập do Đảng và Nhà nước chỉ thị cho ban biên tập. Và cảm ơn anh Phan Nhật Nam một lần nữa, và xin hẹn gặp lại với anh trong chương trình kỳ tới. Dạ, mời anh.